Chào tất cả các bạn nha. Mưa quá là mưa luôn các bạn ơi. Hôm nay tiếp tục áp dụng thuốc để phun rửa hoa sau khi gặp mưa nha các bạn. Thì đợt này là Đài Loan 100% các bạn ơi. Hiện tại thì 6 giờ 30 phút thứ bảy ngày 20 tháng 7. Dương lịch nha các bạn, còn âm lịch mình thì hôm nay là gặp tháng 6 các bạn ơi. Thì mình làm đoạn video ngắn chủ yếu là chia sẻ cập nhật báo cáo để các bạn tiện nắm được cái quá trình làm sòi, xử lý sòi của mình theo từng giai đoạn nha. Mưa quá là mưa thì 15 tháng 6 âm lịch. Còn dương lịch mình thì 20 tháng 7. Còn hôm nay cũng nở khá rồi các bạn ơi. Tỷ lệ cũng 60% thôi chứ cũng không cao cho lắm các bạn ơi. Dạ, hôm nay nở cũng khá khá các bạn. Đây các bạn ơi, đi xuống tới dưới đầu dưới này cho các bạn xem nha. Cây nào nhìn chung là cây nào cũng có bông hết các bạn ơi, ít nhiều nha. Bông đang nở rất là đẹp luôn các bạn. Đứng đây mà nhìn thấy hộp nè, các bạn thấy nè. Bông rất là sáng luôn nha. Mình bắt đầu lên áp dụng thuốc chia sẻ với các bạn xem tham khảo các bạn ơi. Đây là cái khuôn mít mình đây, những bạn nào theo dõi mình thường thì biết nha. Đây là cái khuôn mít của mình, chạy của mình. Qua đây nhìn thấy dễ hơn các bạn ơi. Ơi lên pha thuốc các bạn ơi, chia sẻ các bạn xem tham khảo nha. Rồi các bạn, thì mình cũng mới vừa cho các bạn xem sơ qua giai đoạn sòi của mình hiện tại nha. Thì sòi Đài Loan đợt này Đài Loan 100% các bạn ơi. Giai đoạn thì sòi đang tỷ lệ nở tầm khoảng cỡ 30-40% nha các bạn. Đa số là phân nhánh các bạn ơi. Thì qua nay hai ba ngày nay mưa quá là mưa luôn các bạn, mưa ngày mưa đêm luôn nha. Một ngày mưa 3-4 cử 4-5 cử, nói chung là bão các bạn ơi, nên mưa rất là nhiều nha. Thì hôm nay mình áp dụng thuốc để phun rửa hoa sau khi gặp mưa. Thì về thuốc bột quá thì mình tiếp tục là sử dụng là Gidoa M72 nha các bạn, đặc trị thắng thư sòi. Khối lượng tịnh của nó là 500 gram. Một gói như thế này mình sử dụng được 2 phi. Phi mình là phi 220 lít nha các bạn. Thì mỗi phi nó dao động là 250 gram nha. Rồi tiếp theo á, thì mình kết hợp thêm cái cặp thuốc là phòng không S500 và F35 các bạn. Thì cái cặp thuốc này á, thì mình đã có sử dụng test qua. Và mình cũng khẳng định được cái hiệu quả của nó rất là ok nha các bạn. Nó cái cặp bệnh này á, thì nó cầm hoa trong cái thời tiết mưa bão, tức là chống mưa các bạn, cho thấy hiệu quả cũng khá là ok nha. Đây các bạn thấy đây, bộ đôi phòng không bệnh nào cũng xong, sạch bệnh sáng bông, mát cây xanh lá. Mỗi chai của nó là 100ml nha các bạn, một cặp như thế này. Nếu mà các bạn giai đoạn hiện tại sòi cát hòa lọc á,
cho các loại lọc hoặc là các chu gì đó, thì các bạn có thể một cặp như thế này các bạn sử dụng cho một khi 220 lít nước các bạn, với điều kiện là thời tiết mưa bão nhiều nha, tức là mưa nhiều bão các bạn thì một cặp như thế này mình sử dụng một phi, còn nếu mà thời tiết ít mưa hoặc là nắng thì chúng ta có thể sử dụng là hai phi hoặc là ba phi, nếu mà vào cái mùa nắng các bạn thì sử dụng ba phi, còn nếu mà mùa mưa mà mưa ít thì một cặp như thế này chúng ta sử dụng được hai phi. Còn về riêng vấn đề Đài Loan á, thì hiện tại thì cái cặp thuốc này mình cũng sử dụng được hai phi nha, tại vì thời tiết mưa quá là nhiều các bạn, chứ nếu mà mưa ít thì cặp thuốc này mình sẽ sử dụng ba phi đối với giống sò Đài Loan nha. Đây là cái F35 này các bạn, đặc trị về thắng thư nấm bệnh nha, chai của nó là 100ml, tức là mình khi mình sử dụng cho một phi thuốc đó các bạn thì phòng không ít 500 này á, thì mình lấy 50cc và mình lấy F35 50cc nữa là mình phối trộn vào nhau nha. Thì cái cặp thuốc này không khi mình sử dụng các bạn không thể nào mà gờ xa được như các bạn, tại vì cặp của nó là cặp đi đôi nha, không thể nào mà sử dụng riêng lẻ một mình các bạn ơi. Rồi trong thời tiết mưa nhiều thì mình tiếp tục là sử dụng DKM49 nha. Đây các bạn thấy đây, rửa mưa, rửa xương muối, hỗ trợ sinh nụ đầu trái trong cái thời tiết mưa bão các bạn. Vì lý do thời tiết mưa bão nhiều, độ ẩm cao á, mình không có sử dụng những dòng dinh dưỡng để hỗ trợ chọi hột lấy nhị được các bạn. Chính vì thế là mình sử dụng DKM49 nha, chiên rửa bông xoài, kéo dài thời gian thụ phấn, tăng khả năng đầu trái. Thì dữ liệu là 125cc nha các bạn, chai như thế này là 250ml, mỗi phi mình sử dụng là 125cc. Rồi tất cả mình áp dụng phi của mình là phi 220 lít nước các bạn. Rồi mình sẽ áp dụng thực tế để các bạn thấy nó rõ hơn, dễ hiểu hơn nha. Thì cái cặp thuốc này mình cũng có đóng gỡ cho anh em đó, vì lý do nếu mà để trong cái hộp thì các bạn thấy nó cồng kềnh quá, nó chiếm diện tích nha. Chính vì thế mình mới bỏ hộp các bạn. Bỏ hộp mình lấy một cặp hai chai như thế này cho nó gọn các bạn ơi. Nếu mà để hộp thì nó cồng kềnh, nó chiếm diện tích. Thì những cái dòng thuốc nào mình đã áp dụng qua, mình so sánh, mình thấy được cái hiệu quả của nó, mình khẳng định rồi, các bạn cứ mạnh dạn mà tìm hiểu mua về sử dụng thôi các bạn, không cần phải đắn đo suy nghĩ đâu. Rồi, vậy đi, vừa đủ nha các bạn, 250g phi thứ nhất các bạn ơi. Còn lại đổ phi thứ hai luôn. Đấy. Tiếp theo là DKM49 nha các bạn, chuyên dùng để rửa nước mưa, hỗ trợ sinh nụ đầu trái trong thời tiết mưa bão nhiều các bạn ơi. Thì những anh em nào đã từng sử dụng qua thì những anh em đó sẽ biết được cái hiệu quả của thằng DKM49 nha. Còn những anh em mới, nhiều khi những anh em mới có nghe mình đó, mới xem á, anh em chưa biết thì anh em cứ tìm hiểu mua sử dụng để xem coi hiệu quả như thế nào nha các bạn. Vậy cái DKM49 này á, thì giá hiện tại thị trường là 85k nha các bạn, giá 2 năm nay các bạn ơi. Còn lại 50 thì chỉ có thực tế như thế này nha, cho những bạn mới biết kênh mình á, để các bạn dễ dàng nắm bắt nha. Rồi mình đổ phi thứ hai luôn các bạn. Thì chứ còn nói không thì ai cũng nói được các bạn ơi. Rồi tiếp theo thì cặp thuốc là phòng không ít 500 và F35 nha các bạn, đặc trị về nấm bệnh vi khuẩn, đặc trị về thắng thư các bạn, lấy 50cc của F35. Rồi phần còn lại em đổ cái thứ hai luôn.
Tiếp theo là 50cc của phòng không ở 500. Cặp thuốc này phải sử dụng cặp nha các bạn, chứ không thể nào tách rời được nha. Rồi để mình điểm sơ tất cả dung thuốc mình áp dụng dùng để rửa hoa sau khi gặp mưa nha các bạn. Cử này cách cử trước là 3 ngày nha. Mưa quá là mưa các bạn ơi. Thì dòng thuốc bột là mình tiếp tục sử dụng Ginowan với liều là 250g các bạn. Nửa chai DKM49 chuyên dùng để rửa nước mưa, sương muối, hỗ trợ xanh nụ đầu trái trong thời tiết mưa bão. 50cc F35, 50cc phòng không ở 500. Tất cả mình áp dụng phi của mình là phi 220 lít nước. Rồi giờ phun xịt thôi các bạn ơi, tranh thủ nha. Mưa quá mưa. Rồi bắt đầu phun xịt thôi các bạn ơi. Rồi thì các bạn thấy cái video này hữu ích thì các bạn đừng tiếc like nha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Mưa quá là mưa luôn các bạn ơi.